Kính chào tất cả các bác đến với kênh Review Audio. Hôm nay em giới thiệu đến các bác một chiếc radio đặc biệt của thương hiệu Toshiba, được thiết kế rất độc đáo với hai vùng dò sóng độc lập. Vùng dò sóng ở bên phải là bản nội địa FM 90 và vùng dò sóng ở bên trái thì là bản quốc tế FM tới 108, cho phép chúng ta bắt full đài. Như vậy có thể nói là mua một mà được hai. Hai phiên bản nội địa và quốc tế đều được tích hợp trên một chiếc radio Toshiba, model là ZP770F. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết và test chất âm đầy đủ. Các bác ghé thăm kênh nhớ cho em xin nút like và đăng ký. Biết ơn cả nhà rất là nhiều. Dòng máy này được sản xuất năm 1976, đến nay cũng chạy qua là 48 năm rồi, gần nửa thế kỷ, nhưng máy về từ Nhật còn đẹp xuất sắc với một cái size chiều ngang là khoảng 20 phân, chiều cao là hơn 20 phân. Chất âm rất là hay. Đặc biệt ấn tượng thêm là với hai cái núm nút dò sóng cho hai vùng độc lập này được thiết kế rất là to, làm cho máy trở nên rất là chất lượng, nhìn nó gấu. Ở chính giữa là phần đồng hồ vuông và có đèn nền. Ở trên này thì có những hệ thống núm nút về điều chỉnh âm sắc, cho phép chúng ta chỉnh bass và chỉnh treble, mang đến cái chất lượng âm thanh rất là hay. Có volume, có cả low note, và bên hông bên cạnh này là nút nguồn. Phần anten là thiết kế âm chìm, anten sáng và rất là dài, các bác có thể nâng lên hạ xuống rất là tinh tế gọn gàng. Máy về thì có dây nguồn zin này, các bác mua máy thì có dây nguồn. Và lưu ý là đây là hàng nội địa của Nhật, cho nên là dùng điện 100V. Các bác lưu ý là dùng điện 100V hoặc chúng ta có thể dùng pin nhé. Tí nữa em sẽ mở nắp pin cho các bác cùng xem. Máy thì còn có cả cái phần là siêu bóng này, chưa lột này, ở chính giữa luôn, chưa lột ra nha, kể cả bên dưới này luôn, bên dưới phần tem này cũng chưa lột cái lớp bóng này ra này, lớp siêu đấy. Hay các bác về các bác có thể lột ra thì máy còn rất là mới ha. Như vậy là cái phần siêu bóng ở dưới cũng như là mặt trước này đều chưa lột ra, bảo vệ máy rất là tốt, tình trạng là đẹp xuất sắc luôn. Cạnh bên hông này thì các bạn thấy là có rất nhiều những cái cổng kết nối, như là cổng mic, đặc biệt là cổng AUX in, tức là cũng cổng line in để các bác kết nối máy tính điện thoại. Phần sau em sẽ kết nối luôn và test cho cả nhà cái cổng AUX in này. Máy nhỏ nhưng mà chất âm hay, các bác có thể nghe nhạc cũng rất là tốt qua cái cổng line in này. Kết nối máy tính điện thoại, các bác mua máy em tặng kèm dây luôn nhé. Rồi, mặt phía sau nhà, cả nhà có thể thấy này, mặt phía sau tất cả còn rất là đẹp. Toshiba radio 5 băng tần, made in Japan, cả nhà thấy là made in Japan. Ở đây thì có một chút cái vết dơ để em lau đi nhá, vết dơ thôi. Đấy. Made in Japan. Dưới đây là cái phần nắp hộp pin. Cái chấu pin nó nằm sâu bên trong thì chúng ta khó nhìn, nhưng mà em bao cho các bác là còn mới tinh, sáng choang. Tất cả từ ngoài vào trong là đẹp hết nha các bác ơi. Long lanh hết. Một chiếc radio dòng quân đội, thiết kế đặc biệt, full tần số FM 108, mà lại còn có thêm cả vùng nội địa của Nhật nữa. Đấy, rất là hay. Rồi bây giờ thì em sẽ test chất âm, mời cả nhà mình cùng thưởng thức. Các bác lưu ý ở đây có một cái nút gạt, nếu mà chúng ta gạt lên trên thì là chúng ta sẽ sử dụng cái vùng dò sóng bên phải cho phiên bản nội địa, nó bao gồm là sóng AM, SB kép và sóng FM 90. Còn khi mà chúng ta gạt cái cần này vào giữa này thì chúng ta sẽ dò được sóng FM 108. Các bác lưu ý nhá. Rồi bây giờ em sẽ test trước phần sóng FM 90 và AM ở bên phải trước ha. Bật nguồn lên này. Ông huyện Nhà Bè trao tặng dụng cụ thể dục thể thao, cơ sở vật chất cho công nhân lao động tại khu lưu trú công nhân, trao tặng cho công nhân lao động tại khu lưu trú. Khu lưu trú công nhân Hiệp Phước hiện có 550 công nhân sinh sống, 80% trong số đó là các gia đình công nhân làm việc tại khu. Em tắt ra. Các bác lưu ý là cái phần đèn ấy, nó có hai bóng ở hai bên, nó vừa sáng đồng hồ vuông và vừa sáng luôn cái mặt dò sóng radio này, rất là đẹp luôn. Rồi em bật nguồn. Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 sẽ xoáy vào chủ đề chuyển đổi công nghiệp. Sự kiện kỳ vọng sẽ là tiền đề cho ngành công nghiệp thành phố bước sang giai đoạn mới. Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo lần 2 diễn ra mới đây do Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức. Theo đó, Diễn đàn Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2024 với chủ đề chuyển đổi công nghiệp, động lực mới.
Khách hàng còn dư nợ, việc triển khai thực hiện chỉ thị số 40 có thể khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và ngày càng đi vào cuộc sống, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, đảm bảo tiến bộ công bằng xã hội, an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Minh Hậu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã phát huy vai trò trong công tác. Và bây giờ chúng ta gạt xuống dưới, gạt vào giữa này, để chúng ta gò thống vùng bên trái nha. Đấy. Còn gì phía sau mùa thu? Cận tổng thể về giáo dục âm nhạc, thông qua giáo dục âm nhạc kết hợp với giáo dục âm nhạc học dân tộc, xã hội học và giáo dục phát triển nhận thức. Mục đích cuối cùng là giúp cho thiếu nhi đạt được tự nâng cao sự quý trọng bản thân bằng cách tự nâng cao kiến thức về mọi mặt. Thả vào mấy con vài tháng cứ đi đi. Đi đâu là mình gặp lương hưu với lại cái thẻ ATM mình quẹt, mình rút tiền, mình tiêu. Thế còn thì 5-7 năm nữa trời cho khỏe, rồi đến lúc mà ốm đau thì rồi cũng quay về nương tựa với nhau. Nói thế thì nói chứ ông ấy cũng chẳng đến nỗi là hàng ngày bây giờ đánh đập mình mỗi lần đi. Trong đó chủ yếu là nấm da, viêm da tiếp xúc, viêm kẽ, nhiễm trùng da v.v. do tiếp xúc với nước bẩn và độ ẩm cao. Thạc sĩ bác sĩ Phan Nữ Thục Hiền, khoa da liễu và bỏng của bệnh viện cho biết người bệnh đến khám. Doanh quốc tế học RMIT chia sẻ trong diễn đàn kinh doanh toàn cầu năm 2024 do khoa kinh doanh của trường tổ chức. Tiến sĩ Đặng Thảo Quyên, chủ nhiệm bộ môn kinh doanh quốc tế tại RMIT cho biết, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam. Bây giờ nha các bác, em sẽ kết nối với lại chiếc iPad qua cổng Line In ở đây. Đây em là kết nối sẵn để em test cho cả nhà về cái cổng Line In, nghe nhạc cũng rất là hay. Các bác có máy em tặng kèm cái jack 3.5 này luôn này. Đây chúng ta để kết nối vào đây nhá. Cái chi này. Đấy. Rồi, em sẽ mời cả nhà cùng lắng nghe một đoạn nhạc của ca sĩ Hoàng Oanh. Có người hỏi tôi tại sao ưa ca bài ca sầu nhớ ưa ngắm trắng mờ hoàng hôn, ưa đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u buồn mà nghe cô đơn. Đừng trách tình riêng tôi, đời mây con âu thơ lòng chưa biết chi mộng mơ. Nói nhiều để cho sầu vơi, tôi ưa tìm lên đồi vắng ưa lắng chuông chùa bồng khơi, trong chim bạc gió nghe tiếng tiêu thiết tha xa vời lòng thêm chơi. Rồi em tắt nha. Như vậy là em đã vừa giới thiệu đến các bác một chiếc radio dòng quân đội của Toshiba.
rất là đặc biệt, rất là độc đáo luôn, đặc biệt là full tần số. Các bác ghé thăm kênh nhớ cho em xin nút like và đăng ký. Mọi nhu cầu sản phẩm các bác liên hệ 0916 950595. Em ưu tin các bác nhắn qua Zalo, chúng ta trao đổi kết bạn nói chuyện sẽ tiện hơn. Cảm ơn các bác rất nhiều, xin kính chào và hẹn gặp lại.